bắt đầu. Với 10 chinh phục cung đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Tạng và lên Everest Base Camp kéo dài trong một tháng bằng 9 chiếc xe Forenser, một phiếu bình chọn, một chia sẻ trong một ngày và kéo dài trong một tháng. Các bạn sẽ đóng góp 1 cây số trong 15.000 cây số hành trình sắp tới chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn. Quá hay.